ấy thằng đấy, cái thằng đấy thôi. Ấy cho nên nó chọn chỉ có bốc. Đi cắt giấy A4 đã mà. Thì nó không vô đây mà không được cái này. Nó không vô đây cả. Sẽ lại ngược hướng. Nó quay gì đâu kia không? Nó sẽ đối với nhau. Đi bây giờ đổi cái này. Mày cắt này. Mày cắt này. Mày nôi đi này. Xong rồi mày gắn lại. Mày cắt đi. Cắt. Lấy cắt. Đứa nào khẽ tay cắt đi. Cắt cho người thằng. Cắt đi tao cắt. Đừng. Cắt thì cắt cho nó thẳng một tí. Chứ đừng cắt nó nhanh tinh. Like
Thử mắt mà đi xem được không, cho nó đỡ ngược. Yeah.
Mày tu nhiều quá.